ngày 9 tháng 7, đồng loạt các thôn khu trên địa bàn thành phố Uông Bí ra quân hưởng ứng đợt cao điểm của chiến dịch đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Mục tiêu của chiến dịch là huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của người dân, cùng chung tay vì thành phố sạch đẹp văn minh hơn. Mặc dù trời mưa kéo dài, nhưng đúng 7 giờ sáng, cán bộ nhân dân tại 11 trên 11 xã phường của thành phố Uông Bí đã đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường, thực hiện phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, quét dọn vệ sinh đường làng ngõ phố. Từ người già đến trẻ nhỏ, từ phụ nữ đến thanh niên, ai nấy đều hăng hái tham gia chiến dịch. Hưởng ứng cái lời kêu gọi của thành phố về thực hiện ngày ra quân toàn thành phố, toàn thể nhân dân ở đây cũng các như đoàn thể cũng đều bố trí người và nhân dân đều tham gia. Và trong ngày ra quân thì đồng loạt mỗi gia đình thì có từ 1 đến 2 người rất nhiệt tình, đoàn kết. Mặc dù buổi sáng nay rất là mưa nhưng mọi người đi rất là đông và đầy đủ. Một nội dung trọng tâm trong chủ đề công tác năm 2017 của thành phố Uông Bí là xây dựng nếp sống văn hóa văn minh gắn với thực hiện bộ quy tắc ứng xử tự hào là công dân thành phố Uông Bí. Thực hiện chủ đề công tác này, Ủy ban Nhân dân và các ban ngành, đoàn thể từ thành phố tới khu dân cư đã triển khai nhiều chương trình hoạt động cụ thể nhằm góp phần giữ gìn vệ sinh chung, xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp cho người dân. Có thể kể đến như chương trình ra quân ngày Chủ nhật xanh do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp chủ trì, các công trình măng non cổng trường Em Chăm trong các nhà trường, các tổ tự quản vệ sinh môi trường ở các thôn khu dân cư. Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chủ đề công tác năm về xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, thành phố Uông Bí phát động toàn thể các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn đồng loạt ra quân hưởng ứng chiến dịch cao điểm đảm bảo vệ sinh môi trường, làm cho Uông Bí sáng xanh sạch đẹp hơn. Chiến dịch sẽ được thực hiện vào các ngày chủ nhật hàng tuần từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2017. Đợt cao điểm của chiến dịch thực hiện từ tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2017. Trong ngày chiến dịch ngày đầu tiên ra quân thì Ủy ban phường đã triển khai tới các khu phố gồm 1 máy xúc, 6 phương tiện vận tải, thu gom 54 mét khối rác thải, chất thải ở trên địa bàn đổ nơi đúng nơi quy định. Ngay trong buổi sáng đầu tiên của ngày ra quân, các đơn vị xã phường trên địa bàn đã thu gom hàng trăm tấn rác thải, khơi thông nhiều cống rãnh, xóa bỏ một số điểm tập kết rác thải tự phát tại các khu dân cư. Chiến dịch nhằm mục tiêu từng bước nâng cao nhận thức, từ đó thay đổi hành vi của người dân trong việc giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường, chung tay xây dựng thành phố xanh sạch đẹp, văn minh hiện đại.